Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại kênh Xe Đạp An Tâm. Và ngày hôm nay thì bên nhà em lại như thường lệ lên video review cho các bác những cái mẫu xe đạp, review chi tiết cấu hình này và báo giá luôn cho các bác từng mẫu xe để các bác vào xem video của em có sự lựa chọn nhá. Thì bên nhà em như các bác có thể nhìn thấy đây thì bên nhà em là một đại lý chuyên cung cấp cho các bác những cái mẫu xe đạp thể thao từ bình dân cho đến tầm trung cho đến cao cấp. Và từ tay đua cho đến tay ngang thì bên nhà em cũng đã cập nhật được rất là nhiều mẫu xe rồi. Thế nên là các bác vào xem video của em, các bác đang có nhu cầu về cái mẫu xe nào thì các bác muốn được tư vấn kỹ hơn về xe thì kết nối Zalo trực tiếp, số điện thoại em để ở trên phần tiêu đề của video, cũng như là số đó em cũng có Zalo nhá. Các bác có thể kết nối Zalo để có thể được tư vấn kỹ hơn về các mẫu xe. Và video ngày hôm nay đầu tiên mẫu xe em lên cho các bác đó là bản xe đến từ thương hiệu Line. Con này có tên là Line Passline, một bản xe đã rất là quen thuộc với các bác rồi nếu mà bác nào đã theo dõi kênh em lâu rồi nhá. Thì các bác nhìn con này nó có thấy lạ hơn một chút không ạ? Bởi vì bản này thì bên nhà em đã hỗ trợ bác khách là đã độ thêm cái nối cổ vào rồi. Thì bác bảo rằng là bây giờ thì tôi lớn tuổi rồi thì cái nếu mà phần size xe thì rất là vừa với người rồi, nhưng mà cái phần ghi đông này thì tôi muốn nó cao lên một chút để đi không cần phải bò ra nhiều thì nó sẽ không bị mỏi lưng nhiều. Thì bác lớn tuổi rồi, bác muốn độ cái này nó cao lên thì bên nhà em đã hỗ trợ bác độ thêm cái phần nối cổ này rồi. Và bên nhà em thì tất cả các bác khách có nhu cầu về cái độ cái phần nối cổ này thì bên nhà em cũng đã có rồi. Và nếu mà bác nào mua cùng với xe thì em sẽ lấy với các bác giá gốc là 150.000 trên một chiếc nối cổ như thế này, được không ạ? Và bây giờ thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết cho các bác về các mẫu xe nhé. Bản này là Line Passline, thì hiện tại bên nhà em đang có hai size, nó là size 48 và size 50. Bản này thì em đang giới thiệu cho các bác đây là size 50. Và màu thì sẽ có 4 màu để cho các bác lựa chọn: màu xanh tím như các bác đang nhìn thấy trên video này, màu xanh nhạt, màu đỏ và màu trắng, 4 màu và hai size 48 và 50. Thiết kế của bản xe này thì sẽ toàn bộ là nhôm luôn ạ. Thế nên là trọng lượng của xe sẽ được rất là đảm bảo. Khung nhôm không mối hàn và dây đã được đi âm sườn rất là gọn gàng và rất là thẩm mỹ cho các bác rồi. Khung sườn được sơn 3 lớp sơn tĩnh điện này, rất là bóng và rất là đẹp đúng không ạ? Đảm bảo độ mới, độ bền của sơn này, chống chảy xước này cũng như là vệ sinh xe cực kỳ dễ luôn. Khung sườn thì đã có hai vị trí bắt bình nước cũng như là bắt phụ kiện khác, cũng như là đã có thêm sẵn ốc ở đây rồi thì các bác có thể là về các bác tự lắp thêm bình nước hoặc là lắp thêm phụ kiện khác như là bơm ở phía bên này thì đều rất là ok nhá. Vô tăng và ghi đông của bản này thì cũng sẽ được làm bằng nhôm. Ghi đông được thiết kế theo dạng dẹt, các bác đi với chế độ nghỉ ngơi các bác để tay lên phía bên trên đây cũng rất là thoải mái, cũng như là thiết kế như thế này thì các bác đi sẽ giảm lực cản của gió thì các bác sẽ đạt được tốc độ nó cao hơn, đi xe nó sẽ thích hơn nha các bác. Bộ đè của bản xe này thì sẽ chuyển sang sử dụng là tay đè lắc với hai phần lưỡi gà cho các bác. Lưỡi gà to bên ngoài này, lưỡi gà nhỏ bên trong, tích hợp cùng phanh cực kỳ nhẹ nhàng để các bác đi xe để các bác tăng tốc cũng như là xử lý tình huống trên đường thì rất là dễ thôi. Ghi đông đã được uốn lớp dây uốn sẵn cho các bác rồi nhá. Phanh của dòng xe này thì sẽ được trang bị cho các bác là phanh cơ bóp vành, một bản phanh an toàn, chính xác và cực kỳ bền bỉ luôn. Thay thế cũng rất là dễ dàng như các bác, ốc lục lăng ở đây thì các bác có thể là thay cái phần má phanh bên trong rất là dễ. Thì các bác chỉ cần tháo cái phần ốc lục lăng này ra, thay với cái phần má phanh bên trong là cái phanh đã rất là ok rồi ạ. Phần fuộc đằng trước của xe thì sẽ là fuộc nhôm không mối hàn, rất là to và rất là khỏe đúng không các bác? Kết hợp cùng màu vàng nhá, xanh tím kết hợp cùng màu vàng như các bác này. Bánh xước sau thì đều được trang bị là trục tháo nhanh, đùm nhôm của Novatec. Nan hoa là nan hoa dạng tròn và sẽ là thép, sơn hai lớp sơn tĩnh điện, chống han rỉ, chịu lực cực kỳ tốt nha các bác. Vành thì sẽ là vành nhôm hai lớp, chính hãng của hãng Line, chịu lực cũng như là bền bỉ rất là tốt này. Lốp compact mang thông số là 700x25C các bác. Bản này thì với cái bản lốp của bản xe đạp đua này thì các bác đi đường thì sẽ rất là bon này, cũng như là đảm bảo được tốc độ của các bác khi đi trên đường thì cực kỳ lướt luôn ạ. Chuyển đến phía đằng sau thì em giới thiệu cho các bác về bộ chuyển động của bản xe này. Bộ chuyển động thì sẽ được trang bị là 2 tầng đĩa ở phía đằng trước và 11 và 9 tầng lít thả ở phía đằng sau. Bi bạc đạn, trục rỗng, bộ đùi đĩa nhôm chính hãng của hãng Line luôn các bác. Và bộ chuyển đĩa chuyển lít đến từ nhà Shimano Sora R3000 là một bộ chuyển động đã vô cùng cao cấp rồi. Đã có sẵn bê đan rồi nha các bác, bản này đã có sẵn bê đan cho các bác rồi. Đùm nhôm của Novatec, thế nên là bản này sẽ là một bản xe mang đùm nổ nha các bác ơi. Đùm nổ rất là kêu đúng không ạ? Và độ trớn của xe sẽ rất là đảm bảo luôn này. Cọc yên của dòng này thì sẽ là cọc yên dạng dẹt, rất là dễ dàng thao tác lắp cũng như là lắp vừa cái phần cọc yên thì vị trí yên ngồi ở phía bên trên đã vào một cái vị trí rất là chính xác rồi, các bác không cần phải chỉnh sửa gì thêm nữa. Và độ cao của yên thì có thể là điều chỉnh bằng ốc lục lăng ở phía bên trong đây và có thêm một lớp nhựa mềm để các bác có thể bọc cọc yên như này, thẩm mỹ và sẽ đẹp hơn rất là nhiều nhá. Yên cũng đã được bọc mút da rất là mềm rồi. Và bản xe này thì em đang đưa tới các bác giá là 11 triệu đồng, miễn phí giao hàng tận nhà, tặng kèm phụ kiện xe đầy đủ cho các bác luôn. Đối với dòng xe này thì bên nhà em sẽ tặng kèm cho các bác là gọng bình này, bình nước,
đèn tích hợp vòi, đèn hậu và thêm một bộ lục lăng để các bác có thể tự tháo lắp xe tại nhà. Và bản xe này thì chưa có trang bị chân chống đâu ạ. Thế nên là bên nhà em sẽ tặng kèm cho các bác là một chân chống bắt càng, hoặc là các bác có thể là lựa chọn là giá để xe. Đấy là tùy thuộc vào cái nhu cầu cũng như là với sở thích của các bác nhé. Các bác có thể lựa chọn size này, hai size đó là 48, 50 và có bốn màu xanh tím này, xanh da trời nhạt, màu trắng và màu đỏ. Giá là 11 triệu đồng. Tên của bản này là Line Pass Line nha các bác. Bây giờ thì em sẽ qua mẫu xe tiếp theo. Mẫu xe tiếp theo em giới thiệu cho các bác thì sẽ là một bản xe rất là đặc biệt của bên nhà em. Đây là các bác ủng hộ rất là nhiều luôn ạ. Nếu mà bác nào đã theo dõi kênh em lâu rồi thì em nói đến đoạn này là các bác đã có thể đoán ra được là bản xe gì rồi đúng không ạ? Bản này là một bản xe touring kết hợp địa hình và cái độ tiện lợi của nó sẽ rất là cao. Bởi vì là các bác mua xe này, các bác vừa có xe đi tập thể dục mà các bác lại vừa có xe để đưa đón cháu đi học và chở đồ nữa. Bản này có tên là Line HBR Xmart nha các bác. Bản này thì là một bản xe với cái cấu hình cũng như là về cái khung sườn dáng của xe sẽ rất là to đấy ạ. Thế nên là các bác có chiều cao ấy, các bác đi bản này vẫn đảm bảo được cái độ cân xứng giữa người và xe này, cũng như là cái độ hầm hố của xe vẫn được đảm bảo nhá. Bản này là Line HBR Xmart nha các bác. Dòng em đang lên cho các bác đây là màu xanh chữ đen. Thiết kế của dòng này thì sơn của nó sẽ là sơn lì, nhìn vào xe sẽ rất là khỏe này và rất là chắc xe luôn đúng không các bác. Khung nhôm này, không mối hàn, dây đã được yêm sườn rất là gọn gàng đây rồi các bác. Pô tăng và ghi đông của bản này sẽ được làm bằng nhôm. Bề ngang của ghi đông sẽ rất là rộng như này, để các bác đi xe thì sẽ rất là thoáng và đứng dáng xe hơn. Bộ đè thì sẽ mang bộ ấn xả của Shimano. Bộ đè rất là dễ dàng sử dụng đấy ạ. Bác nào mới chuyển qua chơi dòng xe đạp thôi cũng có thể là sử dụng cái bộ này rất là dễ dàng ạ. Trước sau đều được trang bị là phản quang. Bản này thì sẽ được trang bị bộ chuyển động là 3 đĩa phía trước và 8 lít phía sau nha các bác. Đây, chuyển động phía bên dưới thì em sẽ giới thiệu cho các bác về cái bộ đặc, cái điểm đặc biệt của cái dòng xe này. Bản này thì đã được trang bị là phuộc nhún ở phía đằng trước và đã có khóa hành trình cho các bác. Khi nào các bác đi ở những cung đường êm thì các bác có thể là khóa cái phần phuộc này vào thì các bác sẽ đi như là một bản xe touring luôn. Còn khi các bác nào mà đi ở những cái cung đường nó có gồ ghề, nó có sốc thì các bác có thể là mở cái phần khóa hành trình này ra thì nó đã chuyển sang là một bản xe địa hình rồi, thì các bác đi sẽ êm ái nhất có thể. Bánh trước sau thì sẽ được tặng kèm cho các bác là đôi chắn bùn rất là to trước và sau bằng nhựa PVC, rất là cứng cáp và rất là to này các bác. Bánh trước được trang bị trục tháo nhanh, phanh đĩa dầu này, vành nhôm hai lớp của hãng Line. Và lốp của dòng này thì sẽ là 700x38C, đường vân của lốp làm rất là sâu và rất là rõ ràng đây. Thì các bác đi xe, đi những cái cung đường nó có trơn trượt này, nó sẽ bám đường cực kỳ tốt. Và đi những cái cung đường mà các bác đi như là một bản xe địa hình ấy, thì cái bản này là lốp 38C rồi, thì nó sẽ rất là thích hợp so với cái phần phuộc nhún đằng trước như thế này. Chuyển đến phía đằng sau thì em giới thiệu bộ chuyển động nhé. Bộ chuyển động này sẽ là 3 đĩa phía trước và 8 lít phía sau, có chắn đĩa cho các bác rồi này. Đảm bảo độ an toàn cũng như là tính thẩm mỹ của xe sẽ được nâng lên cao này. Bộ giò đĩa nhôm của ProWheel, bi của dòng này là bi bạc đạn nha các bác. Và bộ chuyển động của Shimano Tourney, chuyển động thì vô cùng nhẹ nhàng luôn các bác ơi. Chuyển động thì vô cùng nhẹ nhàng luôn ạ. Và đặc biệt ở cái bản xe này thì đã được trang bị thêm một cái gác ba ga rất là to ở phía đằng sau để các bác có thể chở đồ, chở cháu đi học thoải mái luôn. Tải trọng của gác ba ga này lên tới là 25kg, các bác có thể chở đồ thoải mái luôn nhá. Yên có bộ điều chỉnh yên này, yên được bọc mút da rất là mềm và bề ngang của yên sẽ rất là to để các bác đi xe đi đường dài thì đi nó vẫn đảm bảo cái độ êm, độ thoải mái cũng như là các bác đi đường dài thì vẫn đảm bảo được độ êm ái nhá. Bản này có sẵn bê đan, có sẵn chân chống và có sẵn gác ba ga cho các bác rồi. Hiện tại em đang còn sẵn tại kho là màu xanh chữ đen. Giá em đang đưa tới các bác giá niêm yết từ công ty 7.500.000 đồng, miễn phí giao hàng tận nhà, tặng kèm phụ kiện. Đối với bản xe này đã có chắn bùn rồi, thế nên là em sẽ tặng kèm cho các bác là gọng bình này, bình nước, đèn tích hợp còi, đèn hậu, một bộ lục lăng để các bác có thể tự tháo lắp xe tại nhà nhá. Em xin nhắc lại nhá, bản này là Line HBR Xmart, giá là 7.500.000 đồng. Bác nào có nhu cầu alo em, số điện thoại em để phía bên trên đây nhá, hoặc kết nối Zalo để em tư vấn kỹ hơn. Bây giờ thì em sẽ qua mẫu xe tiếp theo ạ. Bản xe tiếp theo em lên cho các bác thì là một bản xe đua với mức giá ở tầm bình dân. Để bác nào mà đang có nhu cầu muốn mua xe để đi tập thể dục này, đi học, đi làm thì các bác có thể quan tâm đến cái bản xe này giúp em. Bởi vì với mức giá như thế này thôi, đây sẽ là một cái bản xe, đang là một cái bản xe mà đang bán chạy nhất của bên nhà em, được các bác ủng hộ rất là nhiều, cũng như là cái phản hồi của các bác về bản xe này cực kỳ tốt luôn ạ. Bản xe này có tên là Fascino 828 này, bản này là bản xe đạp đua. Bản này có cả tay ngang nữa, bác nào muốn nhẹ nhàng hay các bác gái thì có thể lựa chọn cái bản xe tay ngang thì cũng được. Khung nhôm không mối hàn nha các bác, dây được đi âm sườn cực kỳ gọn gàng luôn ạ. Khung sườn được sơn cho các bác là 3 lớp sơn tĩnh điện,
đã có sẵn vị trí bắt bình nước và có sạc ốc rồi. Pô tăng và ghi đông thì sẽ được làm bằng nhôm. Ở cái bản xe này đã trang bị thêm phanh phụ cho các bác rồi nhá. Thế nên là bác nào mới chuyển qua chơi cái bộ môn xe đạp đua mà chưa quen với cái phần ghi đông cong này thì các bác có thể sử dụng hai cái phanh phụ ở phía bên trong đây để có thể là tập quen với cái ghi đông như này. Khi nào các bác đã quen với ghi đông rồi thì các bác lúc đó có thể nâng cấp lên những cái bản xe cao cấp hơn, thì lúc đó các bác đi sẽ rất là trơn tru và an toàn nhá. Hoặc là các bác gái có thể đi bản này, có phanh phụ cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Ghi đông đã được uốn sẵn lớp dây uốn chi tiết tổ ong cho các bác rồi. Bám tay này cũng như là rất là êm ái luôn. Phanh chính vẫn được trang bị ở phần tay cong nhá. Bộ đè thì sẽ mang bộ đè kéo của Shimano này các bác. Bên tay phải đây thì các bác lắp giúp em là bộ điều chỉnh 7 tầng lip phía sau nhá. Bên tay trái là bộ điều chỉnh của 2 tầng đĩa phía trước. Các bác lắp cái chữ Shimano này ngược lên phía bên trên đây giúp em. Cái bộ đè này rất là nhiều bác muốn em lắp sẵn cho bởi vì chưa biết cách lắp. Nhưng mà lắp cái này đi đường thì nó sẽ bị gãy qua đây các bác. Và đập nhiều nó sẽ bị gãy qua đây thì nó không đảm bảo gửi đến các bác thì sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Thế nên là em bắt buộc là phải tháo và bọc mút cẩn thận cho các bác ạ. Chuyển đến phía bên dưới nhé. Phần phuộc xe thì sẽ được làm bằng thép cường lực không mối hàn, chịu lực cực kỳ tốt luôn ạ. Bánh trước trang bị trục tháo nhanh này, phanh đĩa cơ, vành nhôm hai lớp của Fascino và lốp Genda mang thông số 700x32C. Với cái bản lốp tầm trung này thì các bác đi xe thì sẽ đảm bảo độ êm này cũng như là vẫn đảm bảo độ lướt cho các bác khi đi trên đường nhé. Bộ chuyển động thì sẽ là 3 tầng đĩa phía trước và 7 tầng lip phía sau, có chắn đĩa bằng nhựa cho các bác. Bộ đùi đĩa nhôm chính hãng của Fascino, bi bạc đạn, chuyển đĩa chuyển lip của Shimano Tuan ATZ. Và dòng này thì đã mang cái bộ chuyển động đã rất là ổn định rồi, em đánh giá rất là cao cái bộ chuyển động này. Bởi vì với cái tầm cái bộ chuyển động này, cùng loại xe, cùng phân khúc thì nó không bao giờ có cái bản xe nào có thể sánh được với cái bản Fascino 828 này. Thế nên là bác nào đang muốn mua xe trong cái phân khúc xe 4 triệu thì sự lựa chọn an toàn cũng như là tuyệt vời nhất cho các bác đó là Fascino 828. Thì size của nó thì sẽ là size 48 và hiện tại em đang có đủ 4 màu. Đó là màu trắng này, đen, xanh hành tím và ghi. Yên thì cũng sẽ là yên của Fascino, được bọc nút da cực kỳ mềm, trang bị sẵn bê đan và chân chống cho các bác hết rồi ạ. Cái bản này thì bên nhà em vẫn sẽ tặng kèm phụ kiện xe đầy đủ cho các bác nhá. Đôi chắn bùn trước và sau này, gọng bình này, bình nước, đèn tích hợp còi, đèn hậu, một bộ lục lăng để các bác có thể tự tháo lắp xe và bảo dưỡng xe tại nhà. Giá bản này em đang đưa tới cho các bác giá niêm yết từ công ty 4.300.000 đồng, miễn phí giao hàng, tặng kèm phụ kiện luôn, được không ạ? Bây giờ thì em sẽ qua mẫu xe tiếp theo nhá. Mẫu xe tiếp theo thì bác nào mà đã ưng bản xe này rồi nhưng mà muốn đã đi quen cái bản phanh bóp vành rồi thì em cũng đã cập nhật được thêm cho các bác rồi nhá. Bản xe tiếp theo thì có tên là Fascino 848. Dòng này về cấu hình cũng như là về hình dáng của xe, về dáng của xe thì cũng sẽ rất là giống so với bản 828. Con này là Fascino 848, là một bản xe nâng cấp cải tiến của 828 ạ. Khung thì vẫn sẽ là nhôm, không mối hàn, dây thì vẫn sẽ được đi âm sườn. Bản này khung sườn thì sẽ được tạo góc cạnh để các bác đi xe này sẽ khỏe xe hơn, nhìn xe nó sẽ thanh thoát hơn một chút nhé. Pô tăng và ghi đông thì cũng sẽ được làm bằng nhôm. Bản này cũng sẽ có phanh phụ cho các bác này. Phanh chính thì vẫn được trang bị ở phần tay cong. Ghi đông đã được uốn sẵn một lớp dây uốn chi tiết tổ ong cho các bác. Êm ái này, bám tay cực kỳ luôn. Bộ đè thì vẫn sẽ mang bộ đè kéo của Shimano nha các bác ơi. Đấy, thiết kế ở ngay phần tay cầm đấy thôi. Để các bác đi xe thì sẽ tăng tốc này cũng như là xử lý tình huống trên đường rất là dễ dàng thôi ạ. Phanh ở bản xe này thì sẽ chuyển sang sử dụng là phanh bóp vành. An toàn, chính xác và cực kỳ bền bỉ luôn. Và có rất là nhiều bác thích cái bản có cái phanh như thế này. Thế nên là bác nào mà thích cái bản 828 rồi mà đã đi quen cái bản phanh bóp vành rồi thì các bác có thể chọn bản 848 này nhá. Phuộc đằng trước của nó thì cũng sẽ là phuộc thép cường lực không mối hàn. Bánh trước trang bị trục tháo nhanh này, vành nhôm hai lớp của Fascino và lốp của bản này thì là lốp Genda mang thông số 700x28C. Bộ chuyển động thì sẽ được trang bị là 3 đĩa phía trước, 7 lip phía sau, có chắn đĩa này, bi bạc đạn. Bộ đùi đĩa nhôm của Fascino, chuyển đĩa chuyển lip cũng sẽ đến từ nhà Shimano Tuan ATZ ạ. Cũng sẽ vẫn giống so với bộ chuyển động của con 828 nha các bác. Bản này thì sẽ là size 50, có bộ điều chỉnh yên nhanh này. Yên cũng sẽ là yên của Fascino, được bọc mút da cực kỳ mềm luôn ạ. Vừa sau này em cũng đã giới thiệu rất là chi tiết về bản Fascino 848 này rồi. Và em cũng xin đưa giá tới các bác luôn. Bản xe này em đang đưa tới cho các bác giá niêm yết từ công ty 4.450.000 đồng, tặng kèm phụ kiện, miễn phí vận chuyển 63 tỉnh thành cả nước luôn ạ. Và vừa xong thì em cũng đã giới thiệu cho các bác rất là nhiều mẫu xe của bên xe đạp An Tâm rồi. Bác nào đang có nhu cầu muốn mua xe thì các bác có thể là nhấc máy alo trực tiếp với em hoặc là kết nối số điện thoại em để trên tiêu đề đường like đây. Chủ động có Zalo đấy ạ, các bác có thể kết nối Zalo để em có thể là quay video hình ảnh trực tiếp về các mẫu xe và tư vấn cho các bác được kỹ càng hơn ạ. Và bên nhà em sẽ nhận ship COD 63 tỉnh thành cả nước. Đối với những bản xe với mức giá từ 11 triệu đồng đổ lại thì các bác mua xe bên nhà em thì sẽ không cần phải đặt cọc, miễn phí vận chuyển này, tặng kèm phụ kiện.
không cần đặt cọc này, nhận xe, kiểm tra xe thoải mái giúp em. Đúng như cấu hình em gửi cho các bác này, đúng như những mô tả em đang tải cho các bác trên đường video đây, thì các bác hãy nhận xe và thanh toán tiền cho bên vận chuyển nhá. Và video của em nay xin phép được kết thúc ở đây. Bác nào có nhu cầu alo em, và bác nào đã yêu quý em, yêu quý kênh, cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh, ấn vào chiếc chuông ở phía bên dưới để có thể nhận được những thông báo mới nhất về video cũng như là đường like bên nhà em đăng tải nhá. Cảm ơn và chào hẹn gặp lại các bác ạ.